Hello, hôm nay cho quay lại với ACB nhá. Mấy hôm rồi thì mình cũng gọi là hơi có chút việc đó. Bây giờ mới quay được, bị trễ mất hình như 2 buổi. Có thể tuần này chúng ta sẽ phát liên tục luôn. Thế thì trở lại với ACB thì khoảng 1 tuần gần đây thì thị trường tăng liên tục đúng không? Thì đúng ngày hôm nay thì mình thấy là giảm giá thôi. Và hôm nay thì chính thì VN-Index thì cũng không xuống mấy đúng không? Chủ yếu là VN-10 đúng không? ACB cũng là một trong nhân tố đấy. Hôm nay cũng là một ngày cuối tháng 5 luôn, đúng không? Như vậy khả năng hôm nay sẽ có những cái biến động liên quan đến VN10, đúng không? Họ chốt số chốt gì đấy, đúng không? Chốt NAV. Thế còn lại nhìn chung thì một tháng qua, đúng không? Gọi là chính xác là 2-3 tháng qua thì từ lúc đỉnh cũ, đúng không? Gọi là đầu tháng 4. Đây đây, đúng không? Cuối tháng 3 là 33, đúng không? Ngày hôm nay là 31-55, như vậy ACB cũng xuống nhẹ thôi, đúng không? So với thị trường vẫn còn tốt chạp. Đấy, cuối cùng mình nhìn được là như 27 phải, đúng rồi, 27 năm và ngày 3 tháng 5. Hôm nay thì thị trường lên liên tục và thanh khoản cũng tương đối khá, đúng không? Hôm nay thì dư được rồi. Thế còn lại trở lại buổi hôm trước thì mình nhớ ông máng là mình đã vào đến báo cáo chính của ACB rồi. Đấy rồi, và nó bắt đầu vào báo chính, chúng ta mới được cái phần đầu của tài sản thôi, đúng không? Và mới phần đầu tài sản, thậm chí còn chưa có tỷ trọng. Và đây mình sẽ quay lại mình tính nốt cái tỷ trọng này cho nó xuôi. Như vậy con thấy là liên quan đến các cái tài sản rủi ro chủ chốt thì 70% chính là cho vay khách hàng, đúng không? Chỉ có khoảng tầm 11% là liên quan đến trái phiếu, 10% là liên quan đến cho vay các ngân hàng khác trên thị trường hai, đúng không? Đấy là kết kết toán của cái năm cuối của báo tháng 3, đúng không? Còn cùng kỳ năm ngoái thì cái này là 67, đúng không? Như vậy có thể thấy là tỷ trọng cho vay vẫn ở mức khoảng 70%, mình cho là cái mức này là mức mức chung thôi, đúng không? Còn trong kỳ vừa rồi, à trong trong mấy hôm vừa rồi thì cũng rảnh rỗi một chút luôn, mình đã nhập xong được cái quý 1 của tất cả các ngân hàng mới biết, đúng không? Tất nhiên là cũng không phải tất cả số liệu, đúng không? Ở đây thì chỉ là một số liệu chủ chốt thôi. Nhìn chung thì trong quý 1 thì tổng cho vay của các ngân hàng mới biết là 6,2%, đúng không? Tức là dư nợ tín dụng tăng khá. Liên quan tài sản thì tăng khoảng 43, ở đây thì ACB đều thấp hơn, đúng không? Còn bên phía bên 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 này thì tiền gửi thì tăng rất là chậm, đúng không? 1,6 trong khi hệ thống là tăng 3,3. Chỉ có duy nhất một thứ ACB tốt hơn, đó chính là vốn chủ, đúng không? Là vận hành rất là ok. Như vậy là mình nhớ bán là quý 1 thì ACB gần như là rủi ro gần như là bằng không, đúng không? Các cái dự phòng ấy. Đúng rồi, còn âm ngược lại cơ. Đây là lợi nhuận tăng trưởng rất là cao. Đúng rồi, các hoạt động khác thì bình thường, đúng không? Nhưng mà chỉ có duy nhất vốn chủ thì rất là tốt. À, như vậy đấy là điểm sáng của ngân hàng, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ theo dõi một vài cái điểm tóm tắt khác nhé. Cái NIM trong thì tính riêng quý 1 thì khoảng hơn 1, đúng không? Như vậy là nếu tính cái này là của cả năm 2021 là 4,13, đúng không? Như đây là 1/4 năm, như vậy là có vẻ cũng tốt lên, đúng không? Cái này 1,8, như vậy là cho vay lãi suất cũng đang giảm và cho vay ra. Còn lại huy động vốn, đúng không? Huy động vốn là 0,78, như vậy tính ra chỉ khoảng tầm, nếu nhân vốn lên thì khoảng 3, mười mấy thôi, đúng không? Như vậy là chi phí động đang giảm, đúng không? Vậy tốt quá. Rồi tới có thể lãi suất tiền gửi sẽ tăng, nên là có thể cái đấy nó sẽ cân lại. Và nợ xấu vẫn rất là thấp, đúng không? 0,82%. Và cuối cùng CASA là một thứ mình quan tâm nhất, đúng không? Gần 27, đúng không? 26,91, như vậy là cho bình quân thì bình quân là 23,84 lên thành 23,88, đúng không? Có tăng nhẹ thôi, đúng không? Nhưng mà CASA của ACB tăng rất tốt. Như vậy là trên một vài yếu tố chủ chốt, đúng không? Liên quan đến tài sản thì đa phần không tốt lắm, đúng không? Nhưng mà liên quan đến đến nợ xấu, đúng không? Nợ xấu thì mình thấy khá ok, đúng không? 182 bình quân là tận 1,4 cơ, đúng không? Và từ đây đến đây tăng rất là nhanh, đúng không? Từ đây đến đây tăng chậm hơn, đúng không? CASA thì lại tăng tốt, đúng không? Như vậy là tạo điều kiện cho chi phí giảm. Như vậy là không phải là toàn bộ đều ngon cả, nhưng mà tổng thể là ok, đúng không? Đấy là một vài chỉ tiêu. Hôm nọ thì mình mới đang ở cái chỗ nợ xấu, đúng không? Nợ xấu thì chủ đạo nhất là cái chuyện tăng ở nhóm 5 và nhóm ACB phải thu tập 100%. Còn lại thì cái thậm chí cả nhóm 2, đúng không? Cái nhóm mà thường gọi là cần chú ý đấy, đúng không? Họ cũng giảm cơ.
Vậy là nói chung liên quan đến quản lý rủi ro thì là tốt rồi, thôi không có gì phải bàn cả. Hoạt động bên này cũng đây đây, hoạt động bên thị trường 2 đây cũng gọi là tầm tạm, và trong đó thì mình thấy cho vay chủ đạo nhất là cái tiền kỳ hạn, không kỳ hạn thì nó chỉ là phụ thôi, đúng không? Và cái này thì thấy tăng khá nhanh, trong khi là hoạt động cho vay, đúng không? Cho vay khách hàng cá nhân kia thì chỉ tăng có khoảng 5% thôi, đúng không? Bên này thì đến tận 24, đúng không? Chủ đạo là ngoại tệ, còn kể cả trong nội tệ thì cũng tăng đến 15 rồi, vậy là đều khá mạnh. Rồi đây chúng ta sẽ quay lại nha, SCB tiếp tục, đúng không? Chúng ta sẽ sang với những cái tài sản lớn ở bên 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 nguồn vốn, đúng không? Ở đây thì thực ra theo gọi theo thông lệ thôi, đúng không? Thì một khoản vay đầu tiên thì là nợ của chính phủ và nợ ngân hàng nhà nước, đúng không? Ở đây thì rất hay là ACB không có, đúng không? Cái nợ thứ hai là tiền gửi và vay của các tổ chức tín dụng khác, đúng không? Tức là ở đây trường hợp ACB phải đi vay trên thị trường hai. Ở đây thì mình nhớ là ở bên trên, đúng không, là họ cho vay bên thị trường hai là 54, đúng không? Đồng thời họ đi vay lại là 44, đúng không? Như vậy là trên thị trường này vẫn đang thặng dư, đúng không? Và ngược lại ở kỳ kỳ trước, thì họ cho vay là 49, đúng không? Và tức là kỳ đầu năm đấy thì họ huy động lại 54, đúng không? Nhưng bây giờ là trạng thái tài chính đảo ngược hoàn toàn. Và đây mình sẽ thêm nhá. Và mình sẽ bắt đầu đi, đúng có một hai ba, đúng không? Đây phát hành giấy tờ có giá đây cũng là khá lớn, đúng không? Và cuối cùng là vốn chủ sở hữu, và như vậy có bốn món chủ đạo là tiền gửi và vay các cái tổ chức tín dụng khác, và thứ hai là tiền gửi khách hàng, và thứ ba đây là phát hành giấy tờ có giá. Và mình nhớ máng là thường thì nó có hai mục, một là trái phiếu doanh nghiệp, đúng không, tức là trái phiếu của ngân hàng họ cũng vay nợ dài hạn, thứ hai là chứng chỉ tiền gửi, đúng không, cũng là một loại dạng dài hạn. Ở đây thì mình có thể xuống thuyết minh số 10, đúng không, để chúng ta biết thêm chút về cái này. Thuyết minh số 10 đây này, đúng không, phát hành giấy tờ có giá. Ở đây thì liên quan đến trái phiếu chủ yếu nhất là kỳ hạn, 3 năm, đúng không, 24.000 tỷ. Và bên phía dưới đúng rồi, có mỗi cái này thôi, tập trung vào trái phiếu thôi, trái phiếu ngân hàng thì chắc là tương đối thấp. Cuối cùng là vốn chủ, đúng không, như vậy là liên quan đến đến vốn chủ thì bên 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 nguồn nguồn vốn, đúng không, họ có tổng cộng là bốn khoản mục chính, một là 44.323 này, đúng không, đây là rất quan trọng. Rồi, 8%. Phần thứ hai đây, đúng không? Phần lớn nhất đây là 73%, đúng không? Như vậy đến giờ thì cái này nó vẫn cao hơn cái cho vay. Thứ tư, thứ ba đây, phát hành giấy tờ có giá và các loại trái phiếu 5,8%. Cuối cùng vốn chủ 48.000. Như vậy chiếm khoảng 9% ngân hàng, đúng không? Đấy gọi là liên quan đến cái tỷ trọng. Tỷ trọng này thì mình nghĩ là cũng là gọi là trung bình thôi, đúng không? Cũng không phải là cao, nhưng mà nhớ cái mảng này, cái món này Techcombank khá cao, được coi là rất cao chứ không phải là khá cao đâu. Có một lần xem, đúng rồi, vốn chủ là 98.000 tỷ, đúng không? Tổng tài sản là 600, đúng không? Như vậy là phải mười mấy phần trăm. Và ACB thì khoảng 9 thôi, dù sao thì vẫn còn ít nhất là các ngân hàng kinh doanh, đúng không, là ACB sẽ tốt hơn cái chỉ tiêu này. Tiếp, đúng không? Chúng ta đến 54.393 này, thứ nhất này. Thứ hai là tiền gửi khách hàng là 379 này. Và thứ ba là 30.547 này. Wow, liên quan đến phát hành giấy tờ có giá. Cuối cùng là vốn chủ, wow, 4.900. Nhìn chung thì
bản chất là đi phân tích báo cáo tài chính của ngân hàng ấy, thì mình nghĩ là chủ yếu là đi vào so sánh các hệ số, đúng không? Bởi vì thực ra là ai là các khách hàng vay lớn nhất thì mình cũng không được gọi là được thuyết minh, đúng không? Chúng ta chỉ thuyết minh những con số gọi là chi tiết hơn một chút thôi, và nghĩa là chúng ta phải so sánh con số của ACB với gọi là toàn ngành, và đấy là cách duy nhất, và đấy là cách duy nhất. Đây thì đấy, như lúc anh phân tích thì có thể thấy là cái vốn chủ, đúng không, được coi là điểm sáng của ACB trong mấy năm qua. Và thế còn lại cái biên ăn tín dụng thì của ACB cũng tương đối tốt, đúng không, 75%, đúng không. Ở đây thì chi phí huy động vốn của đây là lãi vay kiếm được, đúng không. Phần lệch ở giữa thì chính là phần lệch giữa hai cái đấy, đúng không, tương đương 75% lại rất là cao. Và đây thì làm gì có so sánh, đúng không? Rồi, và kể cả bên chi huy động cũng chỉ khoảng hơn 30% chút thôi, đúng không? Còn 80% thu nhập là đến từ tín dụng rồi, đúng không? Cái này gần như bên ngân hàng nào cũng như vậy, thậm chí của ACB còn hơi cao, đúng không? Toàn hệ thống là khoảng 13. Và bên này thì biên lãi, đúng không? Biên lãi trước thuế trên 83%, đúng không? Thị trường ít hơn. Và này rất cao luôn. Rồi, đúng không? Đây vài chỉ tiêu chính mình đi qua, đúng không? Ở đây chắc khả năng chúng ta sẽ phải xem cái thuyết minh, đúng không? Để chúng ta có thêm một chút gọi là dữ liệu, đúng không? Trước khi đến với những cái kỳ xa hơn, các cái năm cũ hơn, đúng rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nọ thì cho vay hình như là cũng sơ sơ rồi, và hôm nọ thì chúng ta mới ở cái mục kê cho vay thôi, đúng không, 5.800 thôi, thuyết minh số 5. Khả năng mình sẽ phải quay lên cái số 5 kia. Đây rồi, đây rồi. Và đây là liên quan đến cái việc trích lập dự phòng nợ xấu, dự phòng cụ thể đây. Ở đây thì đầu kỳ là ồ, như vậy là cái ký quỹ của cái công ty chứng khoán cũng có dính luôn. Đầu kỳ cộng lại chắc là khoảng 2.800, 2.900 rồi đấy. Và đến đây thì có trích lập, đúng không? Cực lớn luôn. À, mình vừa tập dừng một chút, đúng không? Để mình gọi là ngẫm nghĩ tí, đúng không? Ở đây thì mình nói ngược chốt. Đây là cái kiểu rồi, đúng không? Còn đây là của cả năm ngoái luôn. Vâng, vừa rồi thì liên quan dự phòng chung ấy, thì mình nhớ máng là theo quyết định là nếu mà cái dư nợ mà tăng lên, đúng không, thì chúng ta sẽ phải trích lập 0,75%, nó không bất kể nó là tốt hay xấu. Và còn lại thì trong quá trình mà chúng ta trích lập dự phòng, đúng không, trích lập dự phòng mà đặc biệt năm ngoái là trích lập dự phòng là cực kỳ lớn và liên quan đến dịch. Thế năm nay thì ở đây mở ngoặc thì chính là hoàn nhập, đúng không, như vậy là khả năng là bắt đầu quý 1 được hoàn nhập khoảng 136 tỷ, tất nhiên là chưa gì lớn cả, đúng không. Nếu mà trường mà ACB xử lý tốt đẹp, đúng không, được 2 phần 3 tổng món nợ thì như vậy là hoàn toàn có thể sẽ hoàn trở về khoảng tầm 2.000 tỷ, đúng không. Cho nên là trong cái này cổ đông họ có đề cập đến cái chuyện này, đúng không, và như vậy là chúng ta quý 1 chúng ta thấy là đã chỉ là khoảng 136 tỷ. Còn cái này thì cứ dư nợ tăng là phải tăng thôi, đúng không. Đây, từ đây đến đây đây, đúng không? Tăng khoảng tầm mười mấy ngàn, gọi là 18.000 đi, đúng không, 18 mà 0,75%, tức là 1% thì là 180 tỷ, như vậy 3 phần 4 0,75, đúng rồi, đúng con số ấy rồi. Và còn năm ngoái thì chắc dư nợ tăng mạnh, đúng không, cho nên 100 này chắc là logic thôi, không có gì cả. Cụ thể thì chúng ta phải xử lý, đúng không, nếu trường mà phát sinh những cái sự vụ cụ thể. Và năm ngoái thì đã sử dụng để trích lập dứt điểm luôn thì là khoảng 400 tỷ, năm nay thì hiện nay cái này cũng chưa có gì, đúng không, giải thích tại sao trong quý quý một, đúng không, phần kinh doanh này thì chả thấy dự phòng rủi ro tín dụng đâu, đúng không, đấy chính xác là như vậy. Hiện trạng thì đang như này, đúng không, hy vọng là sẽ ok cái mảng này. Và đấy là liên quan đến dự phòng nợ xấu, đúng không.
rồi đúng không? Đấy, tình trạng là như vậy. Ở đây thì mình ghi gộp chung nhá, đúng không? Mình chung cụ thể và ký quỹ liên quan đến công ty chứng khoán. Ở đây thì thấy cái này cũng tồn từ lâu rồi đúng không? Từ thời trước 21 cơ, đúng không? Trước 1/1/21 cơ. Cho nên là cũng không quan tâm nhiều ở đây. Và ở đây thì mình còn một cái khoản mục dưới đúng không? Dưới. Thế mình số 6 liên quan đến chứng khoán đầu tư đúng không? Cái này thì vừa đấy bên cái nhóm chat của mình cũng có mấy bạn bạn gửi cái chuyện là một số 8 ngân hàng đúng không? Là bị ngân hàng nhà nước sẽ thanh tra đúng không? Đứng đầu là Techcombank và liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Ở đây thì ACB đây là một điểm rất là mạnh của ngân hàng. Ở đây thì chúng ta sẽ có lần lượt một vài cái khoản mục đúng không? Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán đúng không? Rồi chứng khoán nắm giữ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, cái này thì chúng ta giữ đến ngày đáo hạn luôn, đúng không? Cái này có thể lúc nào bán. Chứng khoán nợ thì liên quan đến trái phiếu rồi, chứng khoán vốn thì liên quan đến chuyện là mua cổ phiếu trên sàn rồi. Ở đây thì gần như là ACB không có gì cả, đúng không? Như vậy là không có gì thì chắc mình cũng không cần ghi đâu, đúng không? Vì nó không phải bận tâm quá. Và đấy là một cái khoản thuyết minh liên quan đến cái thuyết minh ở cái chỗ chứng khoán đầu tư. Phần tiếp đây thì giá trị chứng khoán này, đúng không? Đây là trái phiếu thôi. Ở đây khả năng họ sẽ có một thuyết minh rõ hơn. Ồ không có, vâng, như vậy là không có. Như vậy là khả năng mình sẽ phải đảo sang cái báo cáo kiểm toán năm, nó rất có thể nó sẽ có, đúng không? Vì báo quý thì thường họ sẽ có thể sẽ cắt gọt đi. Vâng, đây rồi, mình sẽ xuống chứng khoán đầu tư, đúng không? Chúng ta lấy đầu kỳ vậy, đúng không? Như vậy là khó, muốn xem kỹ hơn nhưng mà chứng minh số 10, đúng không? Ở đây họ sẽ chi tiết ra đến tận 3 tiểu mục. Liên quan đến số 10 sẽ có 3 tiểu mục. 10. Đây rồi. Đây. Vâng. Để coi là mình hiểu hơn về cái này thôi, nó chưa chắc mình đã ghi. Ở đây thì cho liên quan đến chứng khoán nợ thì sẽ có hai loại chính đúng không? Một là chứng khoán chính phủ, đúng không? Ở đây chính là trái phiếu chính phủ. Thứ hai là chứng khoán nợ do các tổ chức tín dụng trong nước phát hành, đúng không? Như vậy là càng ACB cũng mua một trái phiếu của doanh nghiệp khác, của ngân hàng khác, và nó chính xác là những ngân hàng khác hoặc là tổ chức hoặc là công ty tài chính. Chứng khoán vốn này, đúng không? Chứng khoán vốn thì liên quan đến chuyện chứng khoán vốn do các cái tổ chức kinh tế trong nước phát hành, đúng không? Như vậy là ông góp vốn và các công ty họ tăng vốn trên sàn, đúng không? 103 tỷ, thuyết minh số Y. Vâng, đây họ thuyết minh thêm ở cái chỗ 11.2 kìa, 11.2